Nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. 99% mọi người không biết cách để phân biệt được đá thanh thật và tự nhiên đơn giản này. Trước mắt các bạn là bằng đá thanh tự nhiên, các bạn chỉ việc đưa vào bóng tối và ma sát lại các viên với nhau sẽ sinh ra các tia lửa điện như các bạn nhìn thấy. Mình sẽ làm lại để các bạn nhìn một lần nữa. Dựa vào tính năng độ cứng, khi hai viên đá va chạm với nhau sẽ sinh ra các tia lửa. Có thể tổ tiên chúng ta đã sử dụng các loại đá thanh này để tạo ra lửa khi va chạm vào nhau. Và khi trong bóng tối, nếu các bạn biết đá thật thì hãy dùng đèn pin để soi. Đây các bạn nhìn thấy, đây là trong bóng tối thì các bạn dùng đèn pin và soi vào viên đá. Các vết nứt phèn như thế này sẽ lộ ra. Nếu đá thật thì sẽ sáng rực lên như các bạn nhìn thấy. Những viên đá bị xử lý, các phân tử cấu trúc sẽ mất đi, tác dụng sẽ không còn, nghĩa là năng lượng không còn nữa. Nhà sàn Tây Nguyên là chỗ chỉ có các loại đá thanh tự nhiên. Đây là những viên đá thanh hồng. Khi các bạn ra ngoài tự nhiên, ánh sáng nhìn rất bình thường. Cực kỳ đơn giản. Hôm nay giới thiệu cho các bạn cách để có thể biết được đá thanh thật tự nhiên, hay gọi là đá thanh sống, cấu trúc phân tử chưa được bị xử lý nên năng lượng khá cao. Không bỏ lỡ các video chia sẻ về đá tự nhiên phong thủy, các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi để hiểu rõ hơn về tác dụng của đá thanh và các loại đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam mình. Một kênh chuyên chia sẻ về các loại đá phong thủy tự nhiên Việt Nam. Đó là Tây Nguyên, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một video sau. Xin chào.